Xin chào tất cả mọi người á. Hôm nay là 19 tháng 8 năm 2020 á. Đây, hôm nay mình giới thiệu cho mọi người ba cái giống mai nha. Ba giống mai mà làm đi chợ bán đạt nè và chưng Tết nè. Đạt ha. Giống này thì được bán ở chợ Tết á, bán đạt. Đầu tiên là giống cúc bi á. Giống cúc bi rất là sai hoa. Những cây ở phía trước màn hình chúng ta là chỉ ghép trong vòng khoảng 3 tháng nha, 3 tháng là đã có hoa rồi. Giống này rất là sai hoa. Được người Bình Định người ta ghép vào những cái cây bonsai, những cái cây mai bonsai, những cây mai nhạn mini ha, mini. Giống này được ghép rất là nhiều á. Đây là những hàng cây giống. Đây, hàng cái giống này thì với giá bán đồng giá ba giống này thì là 60.000 một cây á, chưa bao gồm phí vận chuyển. Chiều cao mỗi cây là khoảng 2 tấc hơn á, gốc thì cũng có quấn rễ tương đối, thích hợp cho chúng ta vừa chơi vừa lấy giống á. Giống này là 2 năm liên tiếp được giải vàng á, giải vàng Hội Hoa Xuân thành phố Hồ Chí Minh. Cây nhỏ là có hoa rồi ha. Này. À, giống này thì du nhập và từ Bình Định về á, phát triển rất là mạnh á. À. Nếu mà thích hợp trồng ngoài nắng hay trong mát đều được hết, mát nhưng mà một ngày ít nhất phải có 4 tiếng nắng á, chứ không phải mát hoàn toàn được. Đây, cây rất là khỏe đây. Đấy. Đây giống cúc bi á, cúc bi rất là sai hoa ha. Hàng mai giống à. Rồi, kế tiếp là cái hàng giống mai đại lộc ha. Đại lộc. Đại lộc hoa to tròn, rất nhiều cánh á, hoa to lắm. Đây là cây đại lộc phía trước nhà. Đây đại lộc phía trước nhà của mình Tết vừa rồi nở ra, Tết năm 2020 nở ra. Đó. Đây hàng cây giống đại lộc ha, ghép được cũng khoảng 4 5 tháng đây. Chiều cao khoảng 2 tấc hơn á. Này, giống đại lộc này rất là sai bông á. Sai bông á. Nó màu nhiều quá nhưng mà không có đủ sức á. Những cái này thì đến Tết thì nó chỉ có vài bông chơi thôi. Chúng ta trồng cây lớn nó đủ sức thì bông mới mới nhiều á. Mặc dù nút nụ của nó rất là nhiều nhưng mà không có đủ sức, không thể nào mà nở hết được. Cái hàng này thì còn số lượng khoảng chừng trăm mấy 200 ha. Đây gốc có quấn rễ có xử lý hết rồi, có nút nụ hết rồi ha. Tết thì được ít bông chơi à. Đây, cái này chúng ta muốn lấy giống thì chúng ta đợi cho nó ra hoa chuẩn á, rồi chúng ta lấy nó mới chuẩn. Tại đại lộc thông thường á, nó có hay bị lai ra 5 cánh á. Nào 5 cánh là chúng ta để ra bông đi, rồi chúng ta hay cắt ghép à. Đây, kế tiếp là giống mai giảo Thủ Đức ha. Giảo Thủ Đức đây, giống mà nào xưa giờ đi chợ á. Hoa không nhiều cánh á, nhưng mà nó dễ nhìn á. Đây là cái hình hoa đạt giải vàng năm 2010. Đây, đều có hàng cây giống á. Cây giống này thì ghép khoảng 6-7 tháng đây. Đây là không bấm đô cho anh em về lấy giống á. Giống Thủ Đức này thì chúng ta lấy giống thì nó chuẩn á, nó không có như giống như Đại Lộc. Đại Lộc thì chúng ta bông rất là, mặc dù Đại Lộc bông rất là đẹp á, nhưng mà chúng ta phải chờ cho nó ra mặt bông á, rồi chúng ta hãy cắt ghép hàng loạt. Còn Thủ Đức này thì nó không có sợ nó bị lai nha. Vậy có thể trồng mà trồng chậu trồng đất hoặc là lấy bo ghép cũng được ha. Này đồng giá hết. Thủ Đức này thì nó cao tới 5 6 tấc rồi ha. 5 tấc, 6 tấc, 4 tấc, 6 tấc luôn. Rất là nhiều đọt để mà ghép ha. À, Thủ Đức à, cái này thì còn khoảng chừng 100 cây à, Thủ Đức à. Đây cho anh em về lấy giống nào ha. Đây, cây rất là cao à. Rồi kết video mời mọi người xem nha, cái mặt hoa của ba giống á, giống cúc bi nè. Đây là hình ảnh nó bán ở chợ hoa đường Thành Thái á. Đó, rất là sai hoa luôn ha, giống cúc bi nè. Bông chùm 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 luôn ha, là giống cúc bi. Rồi, cái đến là cây đại lộc ha. Đại lộc chuẩn bông nè. Đó,
Lộc chuẩn bông nở rất là đã. Đây là đêm ngày 30 Tết á, đêm 30 Tết cây lộc trước nhà đó. Đây, cây đã ở trong nhà nè. Đây, chúng ta lựa những cây chuẩn bông á, ghép ra thì bông rất là đã. Đấy. Đó. Đây lộc ha. Rồi, đây là Thủ Đức ha. Cây Thủ Đức được bán ở chợ chợ hoa quận Bình Tân á, tên lửa những cây Thủ Đức ghép 5 mùa, 4 mùa, 5 mùa, hoa kín cây hết trơn á. Vàng rực hết trơn á. Đây, những cây già mùa nở rất là đã. Chợ Thủ Đức ha. Đây là chợ hoa quận 12 đây. Đây Thủ Đức đây. Đây những cây ghép gốc bứng đó ha. Đó, bồng kín cây hết trơn á. Chợ Thủ Đức ha. Rồi, xin chào ạ.